Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của anh For. Ngày hôm nay mình vừa mới mổ con lợn của mình ạ. Mổ con lợn để đi chơi Noel đấy. Thì sau khi được 5 tháng tiết kiệm thì mình tiết kiệm được hơn 1 triệu. Và mình đã trích ra một phần nửa mà một phần nửa, đó chính là khoảng 500k để mình nạp vào. Mình quay thử vòng quay đá chế tác em ơi. Lên, bây giờ mình sẽ bắt đầu nạp cạc vào nhá. Này, mổ lợn lên chúng ta quyết định là hiện. Ok, 3.000 kim cương, rồi. Để xem mình có phá 3.000 kim cương này có thể ra được để bao nhiêu để đổi được bộ xịn nhất nhở. 3 đá, 7 đá chế tác và 3 bản vẽ. Có vẻ là hơi chua nha. Vòng quay trước thì nó hơi rẻ và vòng quay này nó hơi đắt. Với 500k có thể sở hữu hết được không ta? Rồi, bây giờ ta sẽ làm nhẹ. Hiện tại là mình đang có 3.057 kim cương. Chắc mình làm một phát một đầu tiên đi xem như thế nào đã. Thực ra là mình không có duyên với mấy vòng quay kiểu đá chế tác này kia đâu ông ơi. Ui, trời ơi, cứ tưởng nó ra bản vẽ cơ. Thôi, chắc lẽ mình sẽ quay thêm 3 phát x1 nữa. Sau đó sẽ quay x5 đi. Xem x1 nó có đỏ không đã. Bản vẽ à. Cú thế nhở. Làm phát x1 nữa. Ra luôn này. Làm phát x5 người. Làm luôn cho nóng. Đá, đá. Hay quá, một đá rồi mời. Hai đá luôn. Trời ơi, trời ơi. Được hai đá luôn. Được hai đá rồi anh em. Nãy giờ là mình tiêu hết hơn 300 kim cương. À đâu, tiêu chính xác là 300 kim cương rồi. Được hai đá này. 300 kim cương được hai đá có vẻ là hơi khoai một tí nhưng không sao. Làm thêm phát x5 nữa nhờ. Đá nữa. Trời ơi. Bản vẽ. Hay quá, 4 đá rồi. Cho một cái bản vẽ đi. Ôi ôi. Không được một cái bản vẽ nào luôn ta. Làm nhẹ thêm phát. Bản vẽ. Trời ơi. Đá nữa trời, what the fuck. What. Ai, anh em ơi, tôi không biết nói gì nữa. Nó ra 6 đá mà không một bản vẽ nào luôn. 700 kim cương ra đi. Làm nhẹ phát x1 xem nào. Trời ơi, đậu xanh đau mía. Rồi, xong luôn, tạch luôn. Đá phát x5 này. Bản vẽ, đúng rồi. Trời ạ. Quạo rồi nha, quạo rồi nha. Má, quạo rồi nha anh em. Hơn 1.000 kim cương rồi, không ra một cái bản vẽ nào luôn. Đá nữa hả? Trời ơi. Why? Why no, why là why, oh why. Một phát x5 này mà không ra bản vẽ nữa thôi này. Wow nha. Là phát cô máu luôn nha. Ôi, được một bản vẽ rồi. Yes. Đủ đá rồi ơi, nhưng mà thiếu. Bây giờ chúng ta thiếu hai bản vẽ. Ôi, không để ý là ra hai bản vẽ rồi. Bây giờ là bao nhiêu ta? 1.200 kim cương. Tương đương với là 200k. Bây giờ chỉ cần thiếu đúng một bản vẽ thôi. Không biết mình chắc là hết tầm khoảng là 250.000 đi. Nếu mà sở hữu được bộ này cũng được mà. Để đổi mình thích bộ nam. Mình sẽ đổi bộ nam. Bản vẽ. Đẹp. Bản vẽ đi mà. Trời ơi. Ở nhà là tất cả 5 cái này. Một bản vẽ đó thôi. Đúng rồi. Đá nữa, what the fuck đá. Nè. Đấy luôn cho nhanh mà. Đá tức cái nhờ. X1 này. Bản vẽ.
1600 kim cương rồi, làm bắt x5 nữa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, ơ, 2000 kim cương ra đi rồi. Đá nữa hả? Làm ơn cho em một bản vẽ thôi, một bản vẽ thôi. 2000 kim cương ra đi. Hơn 300k rồi. Bản vẽ, bản vẽ. Ly. Đúng rồi, đúng rồi. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa ấy. Yes. Thôi rồi, đủ, đủ, đủ em ơi, đủ em ơi. Trời ơi, ôi, ôi, bao nhiêu kim cương của tôi đây? Nó rơi vào khoảng là hơn, khoảng gần 200k. Khoảng gần 2, à đâu, gần 400k. Đậu xanh nhà nó gần 400k. Là bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây mọi người? 9 đá chế tác, 3 bản vẽ. Trời ơi, đậu xanh nhà nó. Mình hai thêm nhân vật nam nên mình sẽ mình sẽ đổi bộ nam nha mọi người, đổi bộ nam nhá. Mẹ, mình không ít chơi nhân vật nữ ấy. Nếu mà nữ thì chắc về sau quay cho nở thôi, chứ mình sẽ đổi bộ nam nha. Quy đổi này. 7 bản vẽ, 3 đá chế tác. À đâu? 3 bản vẽ, 7 đá chế tác. Ok. Yes. Mẹ, đúng là con lợn của mình mà. Mẹ đập con lợn ra như cức vậy. Đen vãi nồi, 400k mới được cái bộ này. Ơ, còn 800 cương không biết bây giờ xử lý sao giờ ta. 800 cương chắc bây giờ mình sẽ... Cái khẩu này mình vẫn chưa sở hữu này. Mình đã quay khá là nhiều lucky, đã 6 mấy lucky rồi. Mở hộp coi. Ăn lẻ này nghe, không ra. Mình vô shop sẽ còn gì hot không để chúng ta thử mở phát xem nào. MB40 Ma mị có rồi này. AK rung lửa mình có luôn rồi. MB sấm sét. Đây anh 94 thảm họa chưa có nha. Chắc có lẽ là mình lên mở khẩu MB sấm sét này. Hộp anh em ạ. Xem như nào. Nào, nhân phẩm hay độ phò đi. Độ phò đi mà, độ phò một lần thôi. Trời ơi, 7 ngay. Để mạnh cú nhở. Làm thêm 3 hộp nữa đi. Trời ơi. Nó không ra mà. Bây giờ còn 500 thì chắc có lẽ mình sẽ đợi vòng quay kim cương. Vòng quay súng sắp tới mà. Chỉ còn 6 tiếng nữa thôi là vòng quay súng nó reset rồi. Chắc là mình cũng chuẩn bị nạp tiền đây để quay vòng quay skin súng này thôi. Và clip của mình xin kết thúc tại đây. Anh em cảm giác sao về bộ đồ trong vòng quay đá chế tác này, có đẹp hay không? Hãy đừng quên comment bên dưới. Và anh em nào đã sở hữu bộ đồ này rồi thì anh em comment xem anh em đã tốn hết bao nhiêu kim cương bên dưới phần bình luận nhé.